Ba điều bố mẹ cần phải lười biến để con cái mạnh mẽ, tự lập hơn. Bố mẹ yêu thương con cái là điều hiển nhiên, nhưng đừng vinh vào cớ đó mà tước đi những quyền cần thiết để trẻ phát triển. Trong nhiều cách giáo dục con cái, buông bỏ là một trong những điều tất yếu bố mẹ cần phải biết. Như gà con tách mẹ, đến một giai đoạn nào đó, đứa trẻ cần phải xa rời vòng tay của bố mẹ để tự lập và trưởng thành. Sau đây là ba điều bố mẹ cần chú ý một không làm thay mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày của con cái trong thực tế có không ít bố mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con cái họ sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để con cái có được một tương lai tốt đẹp hơn thậm chí họ còn cố gắng tác động đến suy nghĩ của con cái điều khiển cuộc sống của chúng theo ý của mình khi trẻ còn nhỏ bố mẹ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ khi trẻ đi học bố mẹ nhắc nhở quan tâm làm thay hết mọi thứ chỉ để con cái tập trung mỗi việc học khi ra trường, bố mẹ lại tất bật tìm việc chỗ này chỗ kia để con cái ổn định công việc. khi đến tuổi kết hôn, bố mẹ lại tìm người mai mối cho con mình, tuy nhiên, tình yêu vô điều kiện và làm thay hết mọi thứ cho con cái như thế này thường không được cảm ơn. ngược lại, nó còn mang tới nhiều hệ lụy bố mẹ không ngờ tới được, nếu là bố mẹ có trách nhiệm và thông minh, họ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con cái phát triển nhưng dần dần rút lui và buông tay khi trẻ lớn lên. chỉ bằng cách này, một ngày nào đó trẻ rời xa vòng tay bố mẹ, họ sẽ an tâm nhìn con mình có thể sống tốt ngoài xã hội. Hay không thay trẻ bày tỏ ý kiến, mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập ngay từ khi sinh ra. Thế nhưng, một số bố mẹ nhân danh tình yêu mà mặc sức làm những điều gây hại cho con cái. Đôi khi trẻ muốn được tự mình bày tỏ ý kiến hoặc phản bác lại những điều bố mẹ nói, họ lại cho rằng trẻ con biết gì mà nói hay trứng mà đòi không hơn việc à? Cứ như vậy khi thấy trẻ làm điều gì đó không vừa ý hoặc nói cái gì không lọc lỗ tai, họ sẽ làm thay trẻ ngay với suy nghĩ, chỉ muốn tốt cho con cái. Điều này tưởng chừng như đang quan tâm tới tâm tư và dành những điều tốt đẹp cho con cái nhưng thực chất lại tước đi cơ hội phát triển khả năng diễn đạt ngôn ngữ của trẻ. Thậm chí, nó còn khiến trẻ bị ức chế tâm lý khi tất cả những ý muốn của mình đều bị bố mẹ bác bỏ. 3. Không đưa ra quyết định thay trẻ. Hầu hết bố mẹ nào cũng đều muốn con cái lệ thuộc vào mình, tìm đến họ mỗi khi gặp khó khăn thế nhưng bố mẹ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con cái vì thế việc buông tay khi cần thiết là điều nên làm và sớm rèn luyện cho trẻ thói quen tự lập trong cuộc sống hàng ngày bố mẹ hãy để trẻ tự quyết định mình mặc quần áo gì ăn bao nhiêu tự chơi tự dọn đặc biệt trẻ cần biết cách tự lập kế hoạch càng sớm càng tốt hình thành thói quen chăm chỉ và kiên trì bố mẹ không nên để con cái ý lại cần dạy chúng tính tự chủ càng không được phép làm thay hết mọi thứ cho trẻ khi trẻ học được cách đưa ra những quyết định cho riêng mình chúng sẽ học thêm được tính trách nhiệm nếu có thất bại hay làm sai thì đó cũng là bài học cần thiết trên con đường trưởng thành